Vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày hôm nay, tàu Sun Mercury quốc tịch Panama đã tiếp cận tàu gặp nạn Chemros Grenade gặp nạn ở vùng biển Bình Thuận. Bằng biện pháp nghiệp vụ thì khoảng 8.000 tấn trong tổng số 30.000 tấn hóa chất đã được chuyển sang tàu cứu hộ và giúp cho tàu Chemros Grenade thoát khỏi bãi cạn thành công trong niềm vui vỡ òa của hàng trăm người tham gia giải cứu. Ngày hôm nay, ông Châu Quốc Huân, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn đại lý vận tải Hai-Si, công ty được chỉ định làm nhiệm vụ giải cứu tàu Chemros Grenade cho biết đã cứu hộ thành công con tàu này sau 23 ngày mắc cạn. Một tuần qua, đơn vị cứu hộ đã bơm chuyển khoảng 8.000 tấn hóa chất hàng hóa từ tàu Chemros Grenade sang tàu chuyên dụng Sun Mercury. Sau đó, tàu được bơm chuyển hàng hóa, kết hợp với thủy triều khoảng 2 giờ sáng ngày 2 tháng 7, tàu Chemros Grenade đã kéo ra khỏi vị trí mắc cạn thành công. Đến 10 giờ cùng ngày, tàu bị nạn đã được đưa về đảo Phú Quý dưới sự hỗ trợ của lực lượng chức năng của Việt Nam. Như chúng tôi đã thông tin, ngày 10 tháng 6 năm 2017, tàu hàng chở hơn 30.000 tấn hóa chất Chemros Grenade mắc cạn tại vùng nước cách đảo Phú Quý khoảng 25 hải lý về phía đông nam. Do thời tiết xấu nên trong suốt quá trình cứu hộ, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã yêu cầu chủ tàu triển khai công tác phòng cháy chữa cháy, đề phòng tình huống tràn dầu.